Hello mọi người đã tới Vạn Lộn rồi. Hello mọi người, con là Nguyễn Quỳnh Thảo Nguyên, năm nay con 12 tuổi và từ đây đó dạy con là thông minh, là lợi và sáng tạo. Hôm nay con sẽ đọc chuyển số hành hình mà mọi người sẽ cổ vũ cho con nhé. Chi? Này con sẽ đọc từ 00 cho tới 29 thôi. Ok. Bắt đầu nào. 00 là quả trứng, 01 là cây dù, 02 là con vịt, 03 là trái tim, 04 là 04 là cái ghế, 05 là quả táo, 06 là quả ốc, 07 là 07 là cây diều, 08 là người tuyết, 09 là hươu cao cổ, 10 là con lợn, 11 là cái thang, 12 là con cá mập, 13 là con bướm, 14 là con thuyền, 15 là túi tiền, 16 là option, 17 là nút nhạc, 18 là đèn giao thông, 19 là con chó, 20 là quả bơm, 21 là cây đèn cày, 22 là nga, 23 là con còng, 24 là con sóc, 25 là cần cẩu, 25 là cần cẩu, 26 là con 26 là con gà, 27 là con chuột, 28 là con thỏ và con cà gót, 29 là con chuột máy tính. Ok, với các bạn mình hết. Và các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Bye bye. Ý mà quên, chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Bye.